thường mình đi xe đạp bảo vệ môi trường, rồi đi chơi mình đi xe máy để tiết kiệm thời gian, các bạn hiểu không? Chứ đi chơi mà đi xe đạp nó đạp lâu lắm. Đến Côn Đảo nó rộng lớn mà mình phải đi xe này để review hết các món ngon ở đây. Xin qua. Ngồi đây rất là lịch sự, thấy người xe chạy là cứ đi thôi, thoải mái, đừng lo. Không có đồ ăn, không có đụng thôi. Ok, đậu xe. Rồi mình xuống đây mày. Tôi kiếm chỗ mát mát đậu. Yeah.